Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm và kiện tướng quốc tế Viktor Plushkin tại vòng 7 giải cờ vua siêu hạng Gibraltar Master 2020. Một ván cờ phải nói là rất hay của Quang Liêm với cái bẫy giả vờ mất hậu, khiến cao thủ dày dặn kinh nghiệm như Viktor cũng không thể nhìn ra. Các bạn nhấn like để cổ vũ cho Quang Liêm. Và nếu chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký hoặc subscribe kênh để tiếp tục cập nhật những ván cờ vua hay nhất và mới nhất của chúng tôi. Trong trận đấu này thì Quang Liêm là người cầm quân trắng và Viktor Plushkin là người cầm quân đen. Với quyết tâm giành chiến thắng khi được chơi quân trắng thì Liêm đã sử dụng nước cờ sở trường để bắt đầu ván cờ bằng nước tiến tốt C4. Viktor cũng có sự chuẩn bị trước nên anh lập tức đáp trả bằng nước tốt E5 và triển khai hệ thống phòng thủ khai cuộc anh để chống lại. Không dám coi thường đối thủ, Liêm thận trọng tiến tốt G3, chuẩn bị phiên kép tượng lên G2 nhằm kiểm soát đường chéo lớn H1 A8. Đen thừa cơ dâng tốt E5, chiếm lĩnh trung tâm và hình thành gọng kìm, phong tỏa ô trung tâm quan trọng D4. Trắng đưa mã lên C3, kiểm soát hai ô trung tâm trọng yếu là E4 và D5. Đen cũng nhảy mã lên C6 để tranh giành quyền kiểm soát trung tâm với trắng. Trắng tiến tốt D3, đen cũng lên tốt D6. Trắng theo kế hoạch đưa tượng lên G2, chiếm lĩnh đường chéo cực mạnh. Đen cũng lên tốt G6, mở đường cho tượng lên G7, kiểm soát đường chéo lớn A1 H8. Trắng lên tốt A3 nhằm chuẩn bị cho kế hoạch dâng tốt B4 để đột phá bên cánh hậu. Đoán được ý đồ này, đen lập tức tiến tốt lên A5 để ngăn chặn. Chưa thể phát động cuộc tấn công cánh hậu, trắng lập tức dâng tốt F4 mở cuộc tấn công vào trung tâm. Đen cũng lên tượng G7 củng cố trung tâm. Trắng ăn tốt vào E5, đen ăn mã lên E5 và chiếm lĩnh một vị trí cực mạnh ở trung tâm. Trắng phát triển mã lên H3 với ý đồ đưa mã lên F4 để vào ô tiền đồn chiến lược D5, đồng thời chuẩn bị nhập thành để đưa vua vào vị trí an toàn. Đen cũng phát triển mã cánh vua lên E7 để chuẩn bị nhập thành. Trắng theo kế hoạch nhảy mã lên F4. Đen lập tức nhập thành, chuẩn bị cho trận đánh lớn. Không dám để vua giữa bàn cờ lâu, trắng cũng nhập thành đưa vua vào khu vực an toàn và mở đường cho xe tham chiến ở cột nửa mở F. Đen qua xe B8 bảo vệ tốt B7 để giải phóng cho tượng C8 vào trận. Trắng tiến tốt H3 củng cố điểm G4, không cho tượng và mã đen xâm nhập. Không đưa được tượng lên G4, đen đành lên tượng D7 với ý đồ nước tiếp theo sẽ lên C6 hòng đổi con tượng mạnh ở G2. Trắng cũng phát triển tượng lên D2. Đen tiếp tục đưa tượng lên C6. Trắng bình tĩnh qua xe B1 chờ cơ hội đẩy tốt lên B4 phản công cánh hậu. Đen đổi tượng vào G2. Trắng ăn vua lên G2. Đen lùi mã về C6, khống chế không cho trắng đẩy tốt B4 phản công. Trắng lên hậu A4, tăng cường lực lượng, chuẩn bị tấn công cánh hậu. Đen cũng lên mã F5 để vào chiếm ô xung yếu D4 ở trung tâm. Không chần chừ, trắng lập tức tung mã F vào chiếm lĩnh ô tiền đồn D5. Ở vị trí cực mạnh này, mã trắng kiểm soát một vùng rộng lớn và tạo ra nhiều mối đe dọa lên thế trận của đen. Đen qua xe E8 chiếm lĩnh cột nửa mở và gây áp lực lên tốt E2. Sau một thoáng suy nghĩ, thì Liêm quyết định dâng tốt E4 và tấn công lại mã F5. Tuy nhiên nước đi này lại làm suy yếu D4 và đen lập tức chạy mã vào chiếm lĩnh ô quan trọng này. Trắng sửa sai bằng việc nhảy mã lên B5, gạ đuổi mã mạnh ở D4 và mở đường chuẩn bị dâng tốt B4 phản công cánh hậu. Quyết không để trắng nắm thế chủ động, đen lập tức tiến tốt F5, chính thức phát động cuộc tấn công nhằm vào vua trắng. Để giảm bớt áp lực tấn công thì trắng đổi mã vào D4. Đen cũng ăn mã vào D4.
Theo chúng tôi đánh giá thì đây là nước cờ thì tốt khá mạo hiểm của đen nhằm duy trì thế tấn công bên cánh vua. Sau khoảng 10 phút suy nghĩ, Liêm mạnh dạn ăn tượng và A5 tấn công hậu. Điều này đã nằm trong tính toán của đen, nên đen lập tức chạy hậu lên G5, tiếp tục uy hiếp cánh vua. Trắng đưa xe ở B1 sang E1 nhằm tăng cường quân phòng thủ cánh vua và bảo vệ tốt E4. Đen tiếp tục phi tượng lên E5, dọa ăn hậu vào G3, buộc trắng phải nâng xe lên E3 để bảo vệ. Theo chúng tôi, ở đây đen đã có một thế trận tấn công tương đối tốt. Và điều cần làm bây giờ là qua xe A8 nhằm ghim tượng A5 và hậu A4, không cho hai quân này di chuyển sang cánh vua để cứu viện. Tuy nhiên, đen đã quá vội vàng khi tràn tốt sang F4, tấn công xe E3 và tốt G3. Binh pháp có câu dục tốc thì bất đạt. Sự nôn nóng này đã phải trả giá và Liêm đã phòng thử cục tốt khi bình tĩnh đẩy tốt H4 đuổi hậu. Đen khỏi vị trí nguy hiểm. Tình thế dường như hoàn toàn xoay chuyển sau nước đi này. Không còn cách nào khác, đen chạy hậu về H6. Trắng tiếp tục ăn tốt lên F4 đuổi tượng, đen phải rút chạy về G7. Thừa thế xông lên, trắng lập tức phi hậu vào D7, dọa nhảy mã vào E7 chiếu, và khi cần thiết có thể lùi hậu về tham gia phòng thủ bên cánh vua. Phán đoán được ý đồ này, đen lùi mã về E6, chặn đường về của hậu và tấn công tốt F4. Trắng cũng lùi tượng về C3, gạ đuổi quân tượng phòng thủ, bảo vệ vua của đen, mở toang cánh cửa tấn công. Không còn cách nào khác, đen buộc phải đổi tượng C3. Trắng ung dung ăn tốt lên C3, từ thế chủ động tấn công. Giờ đây vua đen lại gặp nguy hiểm dưới sự phối hợp của bộ đôi mã và hậu trắng. Đen liều lĩnh ăn hậu lên H4, bảo vệ điểm F6. Nước đi này không giúp cho vua đen an toàn hơn khi thế trận phòng thủ cánh vua của đen bị toang và trắng lập tức đưa xe qua H3 bắt hậu và dọa phối hợp với hậu D7 tấn công vào tử huyệt H7. Đen chạy hậu qua G4 chiếu, buộc trắng phải chống đỡ nước chiếu nhằm hóa giải đòn xiên vào H7. Trắng qua xe G3 đuổi hậu, cho rằng Liêm tính toán sai lầm. Đen lập tức tung đòn tấn công mở đường, ăn mã và F4 chiếu và mở đường cho hậu bắt chết hậu trắng. Không còn cách nào khác, Liêm buộc phải ăn xe lên F4. Tuy nhiên, đây dường như chỉ là một cái bẫy. Ngay lập tức, đen ăn hậu D7. Điều này đã nằm trong tính toán của Quang Liêm và nước mất hậu chỉ là giả vờ. Liêm liền nhảy mã và F6 chiếu. Đen chạy vua lên G7. Trắng liền ăn mã vào D7 bắt xe. Nhận ra cái bẫy đã quá muộn, kiện tướng Victor cố vớt vát khi chạy xe sang A8. Trắng liền lùi mã về F6, tiếp tục tấn công xe E8. Đến đây thì kiện tướng Victor phải dừng đồng hồ xin thua, vì không còn cách nào chống đỡ khi kém hẳn Quang Liêm một quân mã. Trong trường hợp mà đen chai mặt chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Chiến thắng quan trọng giúp Quang Liêm phấn khích tinh thần và trở lại đường đua vô địch. Các bạn nhấn like để cổ vũ cho Quang Liêm, và nếu chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký hoặc subscribe kênh
để tiếp tục cập nhật những ván cờ vua hay nhất và mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.